Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em cập nhật và mang tới cho anh chị và các bạn thông tin ngay lúc này là một chiếc xe Toyota Camry. Phiên bản là 2.5 LE sản xuất năm 2009, xe có ngoại thất là màu đen. Với bản này là phiên bản nhập Mỹ nên nó có trang bị nhiều tính năng an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe thì mình có thể qua trực tiếp cửa hàng. Auto Tùng Lâm số 77 Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe ra có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe này. Và những đường nét tổng quan sơ qua về ngoại thất của chiếc xe thì em cũng sẽ quay từ những phần mâm nốt, hệ thống gương kính chỉnh điện, thích hợp báo rẽ, những cái đường nét tổng quan sơn si dọc thân xe và phía đuôi xe. Anh chị và các bạn xem cần quay chi tiết cận cảnh những cái phần nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể quay hoặc em chụp lại gửi lại cho anh chị và các bạn tham khảo qua Zalo. Đơn vị thì ngay gần cạnh Toyota Long Biên cũng như các hãng khác để anh chị và các bạn có thể thuận tiện mang xe vào check kiểm tra. Đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này đây là những cái đường nét tổng quan về phần đuôi xe với những phần hệ thống bóng đèn và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe để các bác có thể khám phá cái độ rộng rãi cũng như là tiện nghi của nó với những phần tem mát cũng như là hệ thống keo chỉ đinh tán là tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ nguyên bản hoàn hảo về chất lượng của chiếc xe khi anh chị và các bạn mà cần À, xem sâu hơn hãy liên hệ em nhé những đường nét sơ qua tổng quan về phần cánh lái cũng như cánh cửa hàng ghế thứ hai hệ thống ốc bản lề tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao những phần à, bậc lên xuống hệ thống ghế ngồi không gian ghế ngồi của chiếc xe mang lại cho anh chị và các bạn không gian rộng rãi cho ba người ngồi với đầy đủ những cái tiện ích tiện nghi thực dụng đến cho người sử dụng cái sự thoải mái cũng như là tiện nghi nhất. Cái không gian rất là thoáng đãng. Có trang bị đầy đủ các tiện ích, bệ thì tay. Và tiến tới đây thì anh chị và các bạn hãy ngắm qua lại một chút về không gian hàng ghế thứ hai. Sau đó ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe để xem nó có những cái tính nghi tính năng option gì và xe có mang lại cho anh chị và các bạn những cái trải nghiệm gì với những cái phiên bản mà lắp ráp cũng như là hệ phiên bản nhập khẩu ấy thì bản nhập khẩu nó sẽ có độ hoàn thiện cao hơn mang đến cho anh chị anh chị và các bạn cái trải nghiệm tốt hơn cái khâu hoàn thiện của xe nhập bao giờ cũng tốt hơn xe lắp ráp trong nước đấy là một điều hiển nhiên không lý gì mà các bác hay đi tìm xe nhập hơn xe lắp ráp trong nước những uh, do nhu cầu của mỗi người nên mỗi người có thể sự lựa chọn khác nhau trong video thì em cũng nêu bật luôn để anh chị và các bạn có thể là cân đối và cân nhắc cái lựa chọn xe đây là những phần vô lăng cũng như là hiện trạng về phần không gian khoang lái của chiếc xe nó có như nào em quay lại cho anh chị và các bạn có thể tham quan màn hình giải trí cần số rồi là các chi tiết ghế ngồi của chiếc xe với cái chiếc xe này thì cái hệ thống phanh tay của chiếc xe là phanh đạp anh chị ạ chứ không phải là phần phanh tay kéo những phần tem mát rồi ốc ác rồi vi nằm sản xuất của chiếc xe chị xem ở đây những phần ốt ốc, à, ốc bản lề cột kèo tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản chi tiết à, phần máy móc của chiếc xe thì em cũng sẽ mở cái phần máy lên để các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình trao đổi và cần xem những cái phần nào chi tiết hơn cũng có thể liên hệ để em có thể gửi thông tin cụ thể cho các bác đây là phần máy móc với những phần ốc bản đề và những hiện trạng của nó, ốc ác của chiếc xe. Nó có như thế nào em quay nguyên như vậy. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test mọi nơi. Cái tầm giá của chiếc Toyota Camry LE nhập Mỹ hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với khoảng hơn 400 triệu thôi. À, chính xác bao nhiêu thì các bác cứ liên hệ em sẽ gửi bác một cái giá tốt nhất làm cho các bác có thể hài lòng và trước khi thảo thuận về giá thì các bác hãy qua cửa hàng để trải nghiệm lái thử xe đi đã rồi mình sẽ bàn về cái mức giá sao cho hợp lý em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của mùa án xe cũ